Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị các bạn một cái con máy cắt plasma của hãng Yaxit ha, thương hiệu của Anh, xuất xứ tại Trung Quốc. Thì với con này là mã sản phẩm là Cúc 60 ha, Cúc 60. Đó, với cái độ cắt sâu của nó là tới 30mm và hiệu quả nhất là 20mm ha. Rồi, độ cắt sâu. Đầu tiên thì đi kèm với máy thì như các bạn thấy thì đây có bộ súng cắt plasma ha. Đó, bánh xe đẩy để chúng ta chống mỏ tay và ba loại vít cắt ha. Đó, được tặng rất nhiều phụ kiện, bốn loại luôn nha các bạn ha, bốn loại vít cắt luôn. Rồi tiếp tục kẹp mát ha, kẹp mát và dây khí ha, dây khí. Tiếp theo đó thì tới với phòng máy thì như các bạn thấy thì con máy chúng ta cũng rất là nhỏ gọn với trọng lượng 14,5kg nên rất là dễ dàng thao tác vận chuyển ha. Rất là sử dụng. Rồi có tay cầm với đồng hồ hiển thị là bằng led ha, trong đèn báo hiệu quá điện, yếu điện, điện yếu đây và quá nhiệt ha. Rồi tiếp tục phần thân thì được làm bằng sơn, thân vỏ thì sơn lót tĩnh điện, rất là an toàn và cách điện rất là tốt ha. Ở phía trên thì có phần tem nhỏ vặn mã QR để chúng ta không bị tình trạng nhái nhái luôn nha các bạn. Tiếp theo đó thì đây là một phần điều chỉnh chế độ cắt HT4T ha, HT4T và chết khí ha, chết khí, chết ga và bắt đầu ha. Chết ga thì mình bật xuống chết ga thì mình bấm công tắc thì ga khí nó sẽ xịt ra ha các bạn ha. Phần đầu tiên. Rồi đây là điều chỉnh dòng hàng đó, từ 25 cho tới 60 ha. Dòng cắt nha các bạn, đó lỗi các bạn cắt đây. Rồi tiếp tục. Phía dưới thì bộ phận để gắn súng hàng đây, đây ha, súng cắt cắt plasma đây, gắn tín hiệu ở đây ha, dây tín hiệu ở đây, đây bộ phận gắn dây tín hiệu luôn nha các bạn ha, tháo ra. Rồi bên đây là gắn cái pad ở một máy rất là đơn giản ha. Rất con này thì mã này thì được rất là thông dụng trên thị trường luôn nha, tại thương hiệu Yaxit được in ở bên bên phần thân máy ha, bộ phận tản nhiệt thì được nằm ở hai bên luôn, nó giúp cho chúng ta dễ dàng sử dụng. Đây, đặc biệt thì con này có cái đồng hồ được gắn liền ở trên phần thân máy luôn ha, đồng hồ đo, đấy được gắn liền luôn. Đây là bộ phận phía sau thì gồm có đồng hồ, công tắc nguồn, sử dụng điện 220 ha, với sợi dây nguồn đây khá là to, dài khoảng 3 mét ha các bạn ha, rất là to. Rồi dây China với mã vạch chống hàng giả và tản nhiệt cũng rất là to để cho chúng ta khi sử dụng thì nó giúp con máy chúng ta làm việc hiệu quả hơn, chu kỳ làm việc của nó lên tới 65% ha. Đó, rất là đẹp. Đây các bạn thấy ha, đây phần tản nhiệt luôn nha các bạn ha. Đó, với cái độ cắt sâu tới 30 thì độ cắt dày tới 30mm thì rất là được ưa chuộng. Và dòng giá thành thì cũng khá là rẻ ha các bạn ha. Nếu các bạn có thắc mắc về giá hãy liên hệ xuống gọi chỉ cần link website dưới phần video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.